cả nhà ơi, ly nó đi xin gạo lứt ăn đó cả nhà. Rồi, mình xin chào quý vị và các bạn. Xin chào cả nhà mình. Trước hết thì mến chúc cả nhà mình ngày mới an lành hạnh phúc nha cả nhà. Ngày mới bình an trong cuộc sống cả nhà ơi. Rồi, hôm nay mình quay các bé, mỗi bé một tí gửi đến cho cả nhà xem cho vui đỡ buồn ha cả nhà ha. Chúc cả nhà xem phim thư giãn vui vẻ nha cả nhà. Tưởng đâu nó ngồi xin nó kêu cái đồng này mình sao biết ăn. Ai ngờ nó biết ăn thiệt. Nó ngồi xin hoài mà không cho ăn, tới giờ cho ăn thử một hộp có than hoài luôn, xin hoài luôn. Xin ăn từ nãy giờ á. Ngon Ly. Ngon thiệt rồi. Ngọt nhất luôn á mà nó thèm. Ít chứ. Đúng giờ. Đúng rồi là ai thì cho Ly. Ngày lúc mà Hiếu nở con lâu quá. Ăn dính nguyên một cơm em mép miệng luôn. Đợi nữa kìa con, đợi tưởng đâu còn bỏ nữa, đợi nữa rồi đó. Nó mất tiêu rồi, nó ăn hết nửa chén luôn rồi. Hết rồi hả? Đó, mất lên nó ăn hết rồi, nó không ăn rồi. Hết rồi chạy. Hồi nữa đi, chị ngăn lấy nữa cho ăn. Nó mất rồi. Ăn hết nửa chén của con. Hết cơm rồi, mới lấy nữa luôn cả nhà ơi. Xin ăn là vua luôn á. Hầu cho nó xin. Cái mận Ly nó thích ăn vặt. Ăn trái cây nè, ăn bánh nè, ăn chè nè. Nó thích ăn ngộ lắm. Đông rồi Ly nó dễ ăn á, cái gì nó cũng xin ăn. Có thịt là nó hay che. Con bánh vậy nó cũng xin bánh của con. Đồ ăn là nó che, rồi thịt của nó thịt gà thế này nó che mà cho ăn giặt rồi nó. Đồ lứt mà cậu không nha, không có cái gì luôn á. Hết rồi. Hết rồi. Ăn mà thưởng thức luôn á nha. Nhai đó. Nhai 15 phút rồi được nuốt nha con. Nhai đó không cần. Nhai á. Quấn nó ngủ về đây cả nhà, ngủ đến sáng luôn á. Nhưng bé quấn kín lại hai tay đều im ngủ luôn, ngủ sáng luôn. Chứ không quấn nó bữa giờ mình nhà mình thấy ý nó không quấn nó khuya bỏ. Nó vô chuồng nó cả nhà, nó vô chuồng nó khuya cái nó dậy xong nó đi ra cái nó gặm chân gặm tay mình. Còn mình quấn nó vậy là nằm im luôn sáng luôn. Nết từ dây gậy của ta là gần gần nữa. Bó tay thì nghe. Thiệt ngoài luôn á mọi người, mày chết sao mày á. Một cô mẹ dễ thương nhất luôn. Ai cũng ăn hiếp á. Thấy vậy thôi chứ ai cũng ăn hiếp mụ mẹ. Ai mà ăn hiếp nó khèo người ta chứ ăn hiếp nó. Đó. Ăn nó mụ mẹ, ai cũng ăn hiếp mụ mẹ. Khỏi luôn. Ai ăn hiếp nó. Ly thấy hừ hừ vậy thôi, chứ con một tỷ cũng ăn hiếp nè, Ly cũng ăn hiếp nè. Hiếp gì? Tại mình gây ra chiến tranh với người ta, nói người ta ăn hiếp. Tự nhiên chập con của người ta đem lấy con của người ta mà kêu người ta ăn hiếp. Nó đi nghe mùi chét Ly. Ừ. Rồi cái người ta không chơi, không ghẹo, tự nhiên mình giỡn, mình ghẹo người ta, kêu người ta ăn hiếp. Mắt nết nè. 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 Nó có cái rít nhầm không được mà. Cái gì cũng khác người ta hả? Nó chứ có mụi mụi nhà vui lắm cả nhà. Mụi luôn. Cả nhà,
cả nhà mà thấy nó bắt bù chét cho con bé ly, con cười muốn chết thôi. Thậm chí nó bắt cho mình luôn, mình đang ngồi để chân về cái lại nó lấy cái nó nhăn bù chét vô chân mình vậy đó. Nó nhăn bù chét cười lắm. Điều các bé nhà mình đông đông vậy chứ mấy bé nhà mình không có con nào có con ve nào cả nhà ha. Thỉnh thoảng lắm, phải là không có hẳn. Nói chung là cũng có nhưng mà thỉnh thoảng lắm mới có được một con. Thỉnh thoảng lắm á là mới thấy được con, bắt được con thôi chứ còn phải là không có. Cái đó là nó láo. Mà rất là ít, hiếm gặp. Bây giờ mình mua cái chai thuốc mình xịt vòng 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 nhà đó. Xịt vòng 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 mấy cái vách tường ở ngoài đó. Rồi cái nó có mùi hay sao đó, nó là ở ngoài nó không có vô. Còn mấy bé nhà mình thì nó ở trong nhà không mà đâm ra nó không có con nào. Lâu lâu rồi mới dướng dướng con. Trời ơi, răng con Ly nó sáo. Nó răng cá chim mà. Chiều nay mà lục bắp cho ăn nha. Ha. Lục bắp chiều hả? Chiều nay lục bắp cho ăn bắp ha. Bây giờ ăn bắp vậy lắm. Chiều nay cũng ăn bắp. Tỷ hết ăn. Chiều nay ăn chay à? Ai miệng miệng bố. Cái nhà nhìn thấy tỷ không? Nó. Đang nằm giữ ngay cái rổ xanh xanh ở nhà thấy không? Đó là rổ con đó, đó. Nằm ai chơi chơi nằm nó giữ á. Đi trốn á, đi trốn á. Nó đang được rồi, mập lại. Đó, đi trốn á. Chỗ đó kính nhất của nó rồi đó. Kính lắm. Mũi ơi, mũi con này biết rồi, mũi ơi. Đứa nào phá? Nói chẳng qua mình không biết thôi mà ảo mà nó nói đó. Cái tay khỉ không? Cái tay, tay cái chân trước nó làm như cái tay khỉ vậy. Cái tay cái khỉ mà vui, có tụi nó vui, cực mà vui chứ. Bộ ha, mỗi con có cách nằm khác nhau, nó chuyên môn vậy. Con nó nằm ra. Bó tay cho bụi luôn á bụi. Quýnh vô cái bụng, quýnh vô chim á. Mạnh lên. Trời, mới gãy ngứa. Xì nhi gì với tôi, hả? Xì nhi gì với tôi mà. Vô á, vô. Đó, bé tỷ là ổ nhầm nữa đó, nó nhà thấy không, nó chơi với ra kêu rồi ra, còn giờ cũng ra vậy, hòa đồng tới chút xíu rồi xong rồi cũng nó thích thì chỗ đó hả con nè, nó nằm lúc đầu mình không biết đúng không, kính đó, kính đáo còn đó, giấu dưới bàn dưới kẹp dưới ghế là kính đáo á. giữ tỷ lại ngăn 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 cho mụ mụ cho 4 miếng, trời ơi. Bốn miếng này cả nhà. Ủa, mới sanh em bé. Ủa, mới sanh em bé. Chết mẹ cái gì bú lộn. Mới sanh em bé. Trời ơi, thấy nguyên cục vàng rồi, với đây cục đen rồi, chứ không thấy được cái gì hết. Mũi mới sanh em bé. Anh tìm vú cho con. Rú mũi nhỏ đó. Nghiệp mũi ghê ha. Anh tỉ lại đây ba. Cho em mượn với con, thương con quá mà, thương con thôi. Chứ không phải làm gì hết đó. Ừ. Rồi cho bú ở cái nhà, cái nhà thấy mụ mụ cho bú không? Con của ta gần người ta. Ừ, con của người ta ngừng ngược lại luôn. Đó, cho bú yên thì con ruột luôn cả nhà thấy không? Chẳng qua mụ không có núm thôi, không có núm vú, chút xíu à, giống như là hạt tiêu rồi đó.
quá thương con rồi, giờ biết sao giờ. Nó mập quá à. Cho nó tìm hoài không ra cái vú, nó nản nó bỏ luôn. Nhớ con nó tìm hoài không ra được cái vú. Đó, cho em mượn một chút nghe không? Không tí. Em mượn tí mà. Cháu mà con mất rồi. À, có một bạn nói là đừng cho tụi nó lại gần nhau, là cho mẹ có thể là mất sữa cho chó lạ lại á, nhưng mà chắc chị em nó không sao đâu. Dành con nó luôn á cả nhà, thấy thương ghê không, dành con của tỷ luôn á, cho bú luôn á. Bây giờ tỷ để cho mụ nuôi đến lớn đi, con nuôi xong rồi, con nuôi đến đây được rồi, chịu không? Không. Nuôi đến đây được rồi, giờ phần còn lại nhường cho tỷ. Giờ tới là giờ 3 giờ là tới mụ ấy con đi chơi được. Đi chơi. Cả nhà ơi, nay nó mở hết hai mắt to luôn rồi đó cả nhà ơi. Nó giống cái hột mít di động quá à, trời ơi. Ừ, nó giống hột mít di động gì đâu mà nó tròn ơi, nó tròn. Để cho nhầm mũi bú đi, cho nó bú mũi, cho mũi cho mũi nặng miếng. Tìm cái ra cái vú mũi đâu mà bú, không có tìm ra được luôn á. Có chị đó cái nấm nó bú đại, tìm không có cái nấm nữa. Đâu có đâu. Tìm không ra. Còn nghe nút luôn hay gì á? Tìm chứ mà tìm chưa ra. Dùng gì nha, cài đồng nghiệp nó. Đứng dậy luôn rồi dùng, đứng dậy luôn rồi dùng, con mụ làm gì dùng. Đứng dậy luôn, con nó nằm, con mụ làm gì. Ừ, đứng dậy, con mụ làm gì đó, vậy được rồi. Rồi, nó vệ sinh cho bé giống như tỷ vệ sinh cho con luôn đó nha. Vậy là mụ cũng biết chứ bộ, bản năng tự nhiên biết. Sung sướng quá ha, bữa nay có em bé nằm kế bên bú sung sướng quá ha. Sung sướng quá mà, bảo vệ con tới cùng luôn. Vô duyên quá mà mụi. Phương tỷ mà, tỷ biết mà, mượn mà. Thôi em mượn xíu nha con, cho nó mượn cho nó đỡ gì nhìn xíu đi, cái ngày nào cũng ngồi nó ngóng nó chờ á. Cho nó mượn cho nó đỡ gì vậy rồi trả lại. Tại đây cho nó tìm cái vú con, tìm khó quá. Không thấy được gì, hạt tiêu gì sao mà ra nó. Đâu có vú đâu, vú đâu cho cả nhà xem vú mà mượn. Trước hả, tưởng đâu con dê không á. Nó cái vú, cái vú rồi đòi mà hãy nhẹ nhẹ đi cho con nhà. Nó cái vú của mụi ở cái nhà. Nó vậy sao giờ bé nó bú được? Tí tí vậy nè. Không có thấy đâu. Đây nè, nó là to nhất á. Mấy này là không tìm nó nè. Nó vô vú của mụi rồi. Y là cái hộp nút rồi á. Đâm ra bé là tìm vú không ra, đúng rồi. Thôi trả cho tỷ đi, tội tiền nghe quá. Tội tiền quá. Nè con, hồi nãy cho tỷ này vô chạy. Đâu, trả vô. Đó. Vô đi, nhớ anh Thắng, lặt chạy vô. Rồi vô đi. Đẩy vô trong cho nó, đẩy vô đi, lộn vô. Thấy ở đây, kín đáo nó tối nè, nó lại chỗ sáng nè, chịu. Vậy đó, còn một buổi hồi đêm nó cắp mà. Tốt đó là cả nhà. Tại vì tối quá. Thấy được thử được chút xíu hạnh phúc nó mất tiêu rồi. Ngon rồi, bữa nay ngon rồi, được nằm ôm rồi. Nãy được nằm ôm cho bú rồi. Đúng là tìm vú ra chứ tìm vú ra là bú rồi. Ai bú nhọt chạy không chừng nữa. Ừ. Nó bú nhọt là nó chạy. Lớn chứ bú nhọt chạy không chừng nữa. Nó vú gì hết trơn bự chưa. Nè, mới tắm rồi chải tóc cho để hầu rối. Tỷ nằm à, tỷ nằm tự giữ con trộm nè cả nhà. Cái nhà có cái rổ dưới đó, có cục vàng nằm trong đó đó.
chỉ nằm tới dĩa giữ ăn trộm nè, ăn trộm nè cả nhà. Ăn trộm nè, lúc nào cũng rình đó nè cả nhà, cũng rình đó nè, ăn trộm nè, giữ ăn trộm. Nó đủ trò hả cả nhà ơi. Không phải, không phải. Không phải thái tài. Trời ơi, cái bà ngủ gì vô duyên. Gãy cổ nè. Gãy cổ lên coi. Giỡn không à. Hết người này ôm đến người kia ôm ở nhà. Mình ai nấy ôm, mình ai nấy dành. Mà mũi kia im nha, mà mũi kia. Rồi vậy mình xin khép clip lại đây cả nhà. Rất cảm ơn cả nhà mình đã xem video clip của mình. Cả nhà mình xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà nha. Ráng ủng hộ mình cho vượt qua cột mốc 10.000 nha cả nhà. Được 7.700 rồi. Mình nghe nói từ đây cho đến 10.000 cái con số này nó khó chứ lắm. Cả nhà mình ủng hộ mình nhiều vô cho mình vượt qua cái cột mốc 10.000 này. Chân thành cảm ơn cả nhà. Rồi bye bye cả nhà nha.